Bầu cử Mỹ 2024 nhận hậu thuẫn đặc biệt, bà Harris dùng chiến lược lạ đối đầu ông Trump. Các quan chức đảng Cộng Hòa đã cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky vận động cho ứng cử viên Tổng thống Kamala Harris sau khi ông này đến thăm một nhà máy sản xuất vũ khí ở tiểu bang giao động quan trọng Pennsylvania. Hé lộ kế hoạch chiến thắng của Ukraine từ cuộc bầu cử Mỹ. Thống đốc đảng Dân chủ John Shapiro đã đưa Tổng thống Zelensky đi tham quan nhà máy đạn dược quân đội Scranton vào cuối tuần, nơi cả hai đã ký các quả đạn pháo 155mm có thể sẽ được chuyển đến quân đội Ukraine. Các quan chức đảng Cộng Hòa đã lên tiếng phản đối bức ảnh này, cũng như cuộc phỏng vấn gần đây của ông Zelensky với tạp chí New Yorker. Tổng thống Zelensky đang công khai vận động cho Đảng Dân Chủ tại tiểu bang chiến trường Pennsylvania ngày hôm nay, cách cuộc bầu cử tổng thống của chúng ta khoảng 50 ngày, thượng nghị sĩ Missouri Eric Smith viết trên X. Đại diện Pennsylvania John Joyce phát biểu với một đài phát thanh địa phương vào thứ Ba rằng chuyến thăm này là một chiêu trò chính trị, xét theo thời điểm đáng ngờ của nó. Một nhóm gồm chín đại diện của Hạ viện do Lance Gordon của Texas dẫn đầu đã kêu gọi điều tra về chuyến thăm của Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine đã bay đến Pennsylvania trên một máy bay quân sự C-17 của không quân Hoa Kỳ và được mật vụ bảo vệ. Cả hai đều được trả bằng tiền thuế của người dân Hoa Kỳ. Các nhà lập pháp GOP cho biết trong một lá thư gửi Tổng thanh tra Lầu Năm Góc Robert Stoch. Bức thư được chia sẻ với tờ Washington Examiner cho biết có lo ngại rằng các nguồn lực này đã được sử dụng cho mục đích không liên quan đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ hoặc ngoại giao song phương mà là để hỗ trợ cho một chuyến thăm có ý nghĩa chính trị trước thêm cuộc bầu cử lớn ở Hoa Kỳ. Gooden đặt câu hỏi về phán đoán của Zelensky khi xa lánh các cử tri đảng Cộng Hòa trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, được cho là đang cố gắng tập hợp lượng cử tri người Mỹ gốc Ba Lan đông đảo tại Pennsylvania bằng cách quảng bá sự ủng hộ dành cho Ukraine dưới thời chính quyền hiện tại như một cách để bảo vệ Ba Lan. Tổng thống Zelensky cho biết, ông tới Hoa Kỳ để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York và gặp Tổng thống Joe Biden nhằm trình bày với ông một kế hoạch chiến thắng nhằm đánh bại Nga. Bà Harris dùng vấn đề nhập cư nhằm đánh bại ông Trump. Ở một diễn biến khác, Phó Tổng thống Kamala Harris chuẩn bị thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới biên giới phía Nam kể từ khi bà tham gia cuộc đua năm 2024 về kế hoạch tấn công cựu Tổng thống Donald Trump về một vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông. Bà Harris dự kiến sẽ đến thăm một thị trấn biên giới ở Arizona vào thứ Sáu. Chiến dịch của bà thông báo vào thứ Tư. Một trợ lý chiến dịch cho biết bà sẽ nêu bật vai trò của ông Trump trong việc phá vỡ thỏa thuận biên giới lưỡng đảng tại đồi Capitol năm nay. Nhập cư và an ninh biên giới là điểm yếu của bà Harris, các cuộc thăm dò thường chỉ ra rằng bà tụt hậu so với ông Trump về vấn đề này và ông Trump liên tục chỉ trích hồ sơ của bà trong chính quyền tổng thống Biden. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đang tìm cách làm nổi bật công trình trước đây của bà về vấn đề này, đồng thời miêu tả ông Trump là người nguy hiểm. Là cựu tổng trưởng lý đến từ một tiểu bang biên giới, bà đã chống lại các băng đảng và tổ chức tội phạm quốc tế buôn bán ma túy, súng và con người và bà từ lâu đã tin rằng Chúng ta cần một hệ thống nhập cư an toàn, công bằng, có trật tự và nhân đạo, hoàn toàn trái ngược với nền chính trị gây chia rẽ và nguy hiểm của ông Donald Trump. Một phụ tá chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết trong một tuyên bố về chuyến thăm. Người phụ tá cho biết bà Harris sẽ nói về cách bà ấy thúc đẩy kế hoạch an toàn biên giới lưỡng đảng cứng rắn nhất trong một thế hệ. Khi bà Harris thảo luận về các vấn đề biên giới và nhập cư trong quá trình vận động tranh cử, bà thường chỉ ra việc ông trump thúc đẩy các đảng viên cộng hòa tại quốc hội bác bỏ dự luật an ninh biên giới lưỡng đảng vốn có thể giải quyết nhiều vấn đề mà ông chỉ trích biện pháp này sẽ cho phép nhà trắng đóng cửa biên giới nếu có quá nhiều người di cư cố gắng vượt biên và sẽ nâng cao tiêu chuẩn nỗi sợ đáng tin cậy cho các cuộc phỏng vấn xin tị nạn tài trợ thêm cho các nhân viên biên giới và các chuyến bay trục xuất Ông Donald Trump biết được dự luật, nhận ra rằng nó sẽ giải quyết được vấn đề mà ông muốn tranh cử và bảo họ hãy hủy bỏ dự luật, đừng đưa nó ra bỏ phiếu. Harris cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Stephanie Ruhle của MSNBC, ông ấy đã hủy bỏ một dự luật thực sự có thể là giải pháp vì ông ấy muốn tranh cử vào một vấn đề thay vì giải quyết một vấn đề. Bà Harris đã hứa rằng nếu được bầu, bà sẽ khôi phục dự luật và ký thành luật. Chuyến thăm Douglas, Arizona vào thứ Sáu sẽ là chuyến đi thứ hai của bà Harris đến biên giới phía Nam trong nhiệm kỳ phó tổng thống của bà. Chuyến đi đầu tiên của bà là đến El Paso, Texas vào tháng 6 năm 2021. Một cuộc thăm dò của NBC News được tiến hành trong tháng này cho thấy 54% cử tri đã đăng ký cho rằng ông Trump sẽ xử lý tốt hơn việc bảo vệ biên giới và kiểm soát nhập cư, so với 33% cho rằng bà Harris sẽ làm như vậy. Đồng thời, cuộc thăm dò cho thấy 57% cử tri đã đăng ký cho rằng bà Harris sẽ đối xử nhân đạo hơn với người nhập cư và bảo vệ quyền của người nhập cư, trong khi 29% cho rằng ông Trump sẽ làm tốt hơn. NBC News đưa tin vào tháng 8 rằng các nơi trú ẩn ở biên giới phía Nam và một số thành phố lớn đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh về số lượng người di cư tìm nơi trú ẩn trong vài tháng qua. Vào tháng 6, các nhân viên tuần tra biên giới đã bắt giữ số lượng người di cư hàng tháng thấp nhất vượt biên giới phía nam kể từ khi tổng thống Joe Biden nhậm chức. Đề xuất thuế quan của ông Trump bị gọi là thuế bán hàng đánh vào người dân Mỹ. Phó tổng thống Kamala Harris gọi đề xuất thuế quan của cựu tổng thống Donald Trump là thuế bán hàng đánh vào người dân Mỹ trong một cuộc phỏng vấn với Stephanie Ruhle của MSNBC. Tổng thống Joe Biden cũng đã ủng hộ một số mức thuế quan nhất định và không làm gì nhiều để bãi bỏ những mức thuế mà ông Trump đã áp dụng khi còn là tổng thống. Nhưng Harris nhấn mạnh rằng thuế quan không nên được áp dụng đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu, như Trump đã nói, ông sẽ làm nếu trở lại Nhà Trắng. Bạn không thể chỉ đưa ra ý tưởng áp dụng thuế quan trên diện rộng và đó là một phần vấn đề với ngài Donald Trump, bà Harris nói. Trong cuộc trình luận tháng này, ông Trump cho biết, ông sẽ áp dụng mức thuế 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu và mức thuế 60% đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Sau 75 năm, các quốc gia khác cuối cùng cũng sẽ phải trả lại cho chúng ta tất cả những gì chúng ta đã làm cho thế giới và mức thuế quan sẽ rất đáng kể, Trump đã phát biểu trong cuộc tranh luận. Các câu hỏi được đưa ra trong cuộc phỏng vấn trực tiếp đầu tiên của bà Harris với một kênh truyền hình quốc gia kể từ khi bà trở thành ứng cử viên của Đảng dân chủ. Ông Trump đã chỉ trích bà vì không trả lời phỏng vấn nhiều hơn. Bà Harris cũng cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng thuế doanh nghiệp sẽ phải tăng để tài trợ cho một số chính sách của bà nhằm giải quyết vấn đề khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc trẻ em và nhà ở chúng ta sẽ phải tăng thuế doanh nghiệp bà nói chúng ta sẽ phải đảm bảo rằng các tập đoàn và tỷ phú lớn nhất phải trả phần chia sẻ công bằng của họ bà tiếp tục chỉ có vậy thôi vấn đề là phải trả phần chia sẻ công bằng của họ bình luận của bà được đưa ra khi trả lời câu hỏi về việc Bà sẽ tìm tiền để tài trợ cho các đề xuất của mình như thế nào nếu bà không tăng thuế doanh nghiệp hoặc Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát thượng viện? Bà Harris đã đề xuất mở rộng khoản tín dụng thuế dành cho trẻ em, tạo ra khoản giảm thuế cho những người xây nhà và cung cấp trợ cấp cho những người lần đầu mua nhà. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã phản hồi cuộc phỏng vấn của bà Harris bằng cách chỉ trích thành tích kinh tế của bà trong chính quyền tổng thống Biden. Cuộc phỏng vấn được thực hiện ngay sau sự kiện vận động tranh cử của bà Harris tại Pittsburgh, nơi bà mô tả các ưu tiên về kinh tế của mình.